làm cái video chia sẻ anh em. Đấy, vào chỗ Bắc Phú, Bắc Ba chuyên chậu các loại cho bonsai với lại cây cảnh bonsai. Thì bonsai thì bây giờ nó ít lắm, chỉ có một số cây gì. Tôi thấy cái cây mới, cây sam núi với cây me thì nó nhiều quả quá, thì quay chỉ và là một cái cây có hồng ngọc mai nó khá là đặc biệt. Chúng ta xin phép quay tí. Đấy. Đấy. Xin phép bà chủ tí nhá. Vâng. Đấy, bây giờ nhập nhiều chậu mới quá. Thì cổng đây vào các bác nhé. Cây đây, cây hồng ngọc mai đây. Chậu trước thì các bác ra thì nhìn nhau có như là bung mảnh. Mùa này mùa hoa hồng ngọc mai nhé, bác thích lắm. Đấy, đổ ra có hơn mét cả đôn. À, cái này thì sắm cái đôn này, đôn đẹp. Tất nhiên không phải đôn này to quá. Mai tết cho người ta gửi. Già lắm, cứ cắt trên đây cắm nó lại sống. Hồng mai dễ sống lắm, nhưng mà dễ sống mà lâu lớn. Một mét mới rất hay. Đấy thì là đấy cái công cái hồng mai. Nguyệt quế nó rất dài. Nguyệt quế đó, nghệ thuật rất dài. Ở chỗ cũng ở chỗ chợ Vạn Phúc luôn các bạn, nhưng mà nhà vườn người ta trong chợ Vạn Phúc. Nào sam trái rất nhiều trái. Sam trái nó là một hàng cây thác các bác, cho nên là bệ dễ, ít khi có cái cây nào có được đẹp lắm. Nhưng mà đổi lại cái tán của nó và chơi rất hợp với miền Bắc, mặc dù cây không phải cây ở miền Bắc. Cây túc này cốt chậu kích hồng. Giờ chỉ nhấc lên đặt đâu là vẫn cứ sống như thường, chả cần. Đây này, có cái cây me này, me mà có quả thì còn gì bằng, các bác chắc mới nhập này. Đấy, quả này phê không? Đấy. Ui, cái me nhiều quả quá. Như mà vừa như thiếu nữ buông tóc xuống. Cây me này là bao nhiêu tiền đấy chị nhỉ? Cây me đấy em bán rồi anh ạ. À bán rồi. À. Nhiều quả thích quá. Rất nghệ thuật. Bán bao giờ? Như là chảy tóc ấy nhỉ. Quả dã man. Chơi me mà có quả thì còn gì bằng. Me ta chả biết được. Đúng rồi, me ta, me chắc là me ngọt. Còn Việt Nam nó trồng me tài lắm. Có quả. Đấy. Nó hơi vướng cái chậu không vào được đây. Vướng cái chậu bên ngoài không vào được. Thì người ta cũng bán rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nó khoảng độ 30 cái quả. Khoảng hơn 30 cái quả. Đấy. Hơn 30 cái quả. Đấy. Buông xuống như buông tóc này. Me mà buông ra như liễu. Da như vậy rẻ, già, khôi rồi. Cần thăng rất là nghệ thuật, sạch sẽ. Vì cái luôn phun này mình dễ thích không? Đấy. Cái cỏ rêu ấy. Cỏ chứ không phải rêu.
anh một bút. Linh Sam hoa trắng. Hai cây hoa giấy đổ. Ây chà, dòng ý này làm hay đấy. Đây, cái dòng này chứng tỏ rất dễ sống đấy. Có cái tay vuông ở đây này, cắm lúc này lại sống tiếp. Ngược cũng sống đây. Như xanh xi. Rất hay. Sống ngược xuống đất mà vẫn sống. Đấy, đằng sau là cái cân thẳng. Rất đẹp. Rất là nghệ thuật đấy. Rất nhiều người vào mua sắm. Cây dưới cũng rất là lạ, khoái lạ. Lá nhỏ, siêu nhỏ. Đây, cây me đây. Tuấn à, thì chú đang ở gần đoạn nào ra cái chỗ hàng chậu tớ nhờ tí được không? Đây cửa hàng chậu mình hay mua đấy. Chậu tàu với cả chậu nhìn trong Đồng Nai đấy. Chắc nhìn kinh nhỉ. Đấy, có cái chắc nhìn rất quái. Chắc này sức sống của nó vô biên đấy. Chắc đấy, có một phun độc ở dã man. Chắc này nó cũng có hoa đẹp lắm đấy. Vướng không vào được. Đây này. Rất nhiều Linh Sam với Sam núi vừa mới về. Ui, Sam núi đẹp. Sam trái đấy, Sam núi trái. Kinh không? Đẹp, rất đẹp. Rất đẹp. Bà chủ đang bận hỏi. Hỏi lại quên, lại tính nhầm mất. Đang vào số liệu, sổ sạch. Đấy, mặt sau của cái Sam trái. Đi kiếm cái chậu chú nhật để cho cái cây cái trực to đi. Thank you.
chép đĩa, cá chép trên đĩa. Đi tìm một cái chậu, chậu để cho cái xanh trực về để thay. Hóa hết cả mắt. Đây có cây hoa kiểu hùng. Hoa kiểu hùng. Nguyệt quế. Kiểu hùng. Đang có hoa rành rành. Giả giả đây nó non, nó xong rồi sau cắt ra nó lại càng còn cái cành này là nó không bao giờ nấu thì cứ lên lại cắt chả ra được. Ở đây là lộc là hoa này, hai cái hoa. Đang đi tìm cái chậu chữ nhật. Lộc vừng đổ lên. Đợt này nhiều, đợt này nhiều linh sam núi lên, sam núi nhỉ. Xong là cây lên kiếm ấy thì con bê về. Rồi, để đi tìm chậu các bạn.